Ngày 5 tháng 1, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh do Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Ban Nội chính tỉnh ủy nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành nội chính đảng đồng thời đánh giá cao mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Ban Nội chính tỉnh ủy và Công an tỉnh trong tham mưu thường trực tỉnh ủy. Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thanh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đồng hành của đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh trong thời gian qua. Ban nội chính tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với công an tỉnh, đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.